Ai, buổi sáng Việt Nam quá bình minh. Bây giờ mấy giờ? Bây giờ mấy giờ? 7 giờ. Anh, đồng hồ anh mấy giờ? Ô, cái cây này là cây xoài. 6 rưỡi à? Ồ, thế tôi cứ sẽ cái đồng hồ thì để ở nhà. Đi ở đây. Đường Quế Nguyệt 2. Quế Nguyệt 2, Quế Nguyệt 1, chỉ bảo cứ đi đây, xong rồi đi tay phải, ai đồng đâu. Hả? Đây thì hầu như là người ta trồng cây xoài này nhiều này. Đi. Cây nhãn này anh này. Cây nhãn này. Đây đây. Cả một dọc phố là toàn cái cây đó. Đấy. Bên này thì cái dọc phố bên này là trồng cây xoài. Nhiều thế đây đây xoài đây đây. Ừ, mày có cái cây xoài nhiều xoài đấy. Đây là toàn trồng cây xoài. Còn cái dọc cây bên kia là người ta trồng cây gì ấy. Wow. U cái cây cây xoài đã thế. Cái này là nhà lão ông cậu trồng cước trước cửa nhà cây xoài. Cái này nó như là nhà nó xây giống như cái nhà là người ta đang xây chưa xong. Chưa xong phần trong. Thì lúc nào ta vào ở ta phải sơn lại. Cái nhà này người ta vẫn để chưa ấy. Vẫn nhiều nhà trống à? Ừ, nhà này vẫn trống này. Đã có người ở đâu. Wow, nhà to đẹp này giờ vẫn trống có người. U, cây xoài tàn xoài ấy. Đã chưa. Nhà này cũng trống anh ơi. Nhà này cũng nhà trống này chưa có người ở này. Ôi, Việt Nam giàu thật đấy. Nhà to rộng thế này mà toàn để trống. Ủ cây xoài đã chưa. Ô cái dãy này toàn dãy nhà trống không à. Người ta vào hết không chỗ để xe. Ừ. Dãy này nhà trống không à. Ô, sao tự dưng ở nhà này này có cây ấy này. Cây xoài chính rồi, khí hậu đây nó cũng hợp với xoài. Ủ cây xoài đấy. Nhà này có cái cây hoa giấy người ta trồng ấy ra. Wow, đây là toàn cây xoài. Chắc là Tết. Cây bồng, cây bữa. Xe đỗ kín hay phải đỗ đi. Xe đỗ kín hai bên đường. Một rừng nửa dân số và nhà nạ hai vài xe. Ừ. Đây đúng rồi, không có chỗ đỗ xe luôn. Cái cây giấy, cây sữa, cây hoa giấy. Ừ. Cây xoài. Nhà nào cũng cây xoài nhỉ. Ui. Tàn nhà khu này là khu tàn nhà biệt thự. Hai bên đường nha các bạn. Hầu như là cái mô đồ nhà nào cũng giống nhau phải không? Em cả. Nó hơi khác nhỏ tẹo luôn. Ôi thế đi này biết đi quán đâu ra mà ấy. Ui dồi ôi cái cây xoài này đã chưa này. Cái cây xoài toàn trái thế này. Nó cao quá kia. Ô mình có nhớ số nhà mình không tí mà về. Nếu không nhớ số nhà thì sao. Đặc biệt ở đây nó khác bên kia cái là ở bên này là nhà là nó chỉ là bán xây cái khung thôi nhá. Thế còn nội thất khi bắt đầu là mọi người mua vào mọi người mới tự ấy. Hả? Này đang làm đã xong. Ừ, thì mọi người bắt đầu mới tự vào để hoàn thiện cái nội thất phải không? Nhờ. Hả? Chứ nó không phải như bên nước ngoài là khi mà người ta giao nhà là xong nhà là xong. Có đất rồi đã xây rồi đã số nhà. Số nhà cổng có sẵn hết rồi. Chẳng dùng rau. Từng lô một rồi nhưng mà người ta chưa xây thôi, bây giờ người ta để rau. Căn nhà biệt thự to. Ba bốn căn chưa xây. Một căn, hai căn, ba căn. Khu này là ba căn nữa các bạn. Chưa xây xong. Hình như là đằng quán phở đằng kia. Cũng không biết nữa. Quán phở đằng nào cứ đi. Thế nó nói là đi cứ ấy là đi đây. Hôm qua mình đi vào lối này là cái lối bảo vệ. Thế à, mình chẳng biết. Toàn khu nhà biệt thự, toàn khu nhà to các bạn. Cái khu này ở là phải có bảo vệ ngoài cổng. Người ta hỏi người ta mới cho vào ấy. Không phải tự đi vào.
Đây các bạn thấy này, ở ngoài kia nó là bảo vệ, người ta hỏi mới được vào. Mình cứ đi đại vào thế người ta không hỏi. Mày ôi nhà đẹp quá các bạn. Cái khuôn nhà, cái mẫu nhà như nó là một giống. Mấy cái khu nhà này nó nhà nó xây giống nhau anh nhỉ? Đây, khu bên này nó lại xây khác à? Đúng không? Nó theo khu ấy nhỉ? Khu bên này nó xây ra giống nhau. Đặc biệt là khu nhà ở đây này, trước cửa nhà ai người ta cũng xây một cái, và người ta trồng một cái xoài nha các bạn. Một căn nhà này hiện tại bây giờ giá trị đây 3 tiền chẳng biết. Khu phố này nghèo lắm, hầu như nhà nào cũng tạm thiếu 2-3 cái ô tô không à. Ăn xong rồi mình về. Cái quán phở đấy là bán cho những người ở đây nè. Ôi con chó. Ấy. Khu này. Ô, cái khu này là khu liền vách anh ơi. Nó giống như thao hao bên mình ấy. Ở cái khu này là khu nhà liền vách nha các bạn. Ồ, khu bên này là hai bên này là khu liền vách, chứ không phải là khu riêng độc lập. Trước cửa nhà là người ta trồng cái cây hoa giấy rồi, là như cái cây này này, đây này, cả một cái dãy đây người ta trồng cái cây này. Em không phải xoài, em nghĩ là cái cây gì đấy. Đấy em bảo anh là dãy đằng này là người ta trồng. Cái nhà mà độc lập ấy thì là người ta trồng cây. Ui cây khế Nam ơi, cây khế, quả khế em nhìn thấy kìa. Ô, cái dãy bên này là người ta trồng, trước cửa nhà nào là người ta cũng trồng cây khế. Người ta trồng cái cây khế nó giống nhau. Còn cái khu mà độc lập bên kia thì người ta trồng cái xoài. Đó. Khu này thì người ở đây rồi. Khu này thì người ở. Cái khu này nó giống như là cái thao hao ở bên nước ngoài đấy các bạn. Liền vách cái 3 tầng ấy. Giống như của thao hao đấy. Nhưng mà nhà nào nhà đấy thì bề ngang mình nghĩ là cũng rộng mười mấy mét ấy. Một căn ấy. Nó giống như khu thao hao ở bên tư bản này. Ồ, trước cửa nhà nó cũng có cây khế. Đó. Dân ở đây nằm vào. Ở cái biệt những khu biệt thự bên kia thì thông thường là nó có người ở, có người ở đây chữa. À, cái này hay ha. So smart. Cái này cái ô, có cái ô che cho ô tô đó các bạn. Công nhận đấy. Rất hay ha. Cái này là ô tô, cái ô các bạn, ô để che ô tô. So smart luôn đấy. Đi ăn sáng ngày đầu tiên mình ở trên đất về quê hương ăn tô phở. May quá trong người mình đã có tiền Việt đấy. Đi ăn sáng. Khu giấy bên này là biệt thự độc lập này, từng căn một, hầu như là căn nào nó cũng dựa giống như căn nào. Còn cái nội thất thì mỗi một gia đình thì chắc là người ta sẽ sửa, người ta bố trí cái nội thất khác. Đây con cái con thằng Bách cái ấy kia đang bế con thằng Bách. Đây nhà đây, 1, 2 căn kia là người này đang sửa, chắc khoảng 2 tháng nữa thì mới sửa xong. Trước cửa nhà mình là cái cây gì, cũng cây xoài à? U anh trước cửa đây, trước cửa nhà mình cây xoài đấy, nó nhiều quá. Cây xoài được ăn được chưa? Ô, có phải không nhỉ? Chưa phải, chưa về nhà này. Nhầm nhà dưới thế à? À, thế lấy cái nhà kia cũng có cây xoài nhiều. Ồ thế. À thế đây thế đúng rồi đấy, nhà còn đi còn nhầm nữa các bạn.
Ở đây ui thế nhà mình cây xoài nhiều quá trời luôn này. Ô thế đi đi bộ về phía này là đi ra công viên anh ơi. Ui cây xoài nó đã luôn này. Cây xoài trước cửa nhà, thế số nhà 42 à? Ui cây xoài đã luôn này các bạn. Ui xoài đó trời, ui nhìn đã quá trời luôn này. Wow. Nè. Ui nhiều xoài lắm. Cái xoài này của nhà mình ấy, ở trước cửa nhà mình ấy các bạn. Mà nó nhiều xoài dã man luôn, nhưng mà xoài đó non non nên nhỏ lắm. Về Việt Nam thích cái là hoa dâm bụt. Trước cửa nhà hoa, nó khí hậu nó tốt nên hoa nó tốt. Ui xoài nhìn đã nhá. Nhìn đã chưa các bạn. Chắc là 1 tháng 2 tháng nữa thì tha hồ. Tha hồ xoài. Ở đây anh này, khu của biệt thự. Tại đấy nhà biệt thự lớn không các bạn. Đây là cái khu này là khu sân golf, khu sân chơi của cái khu biệt thự này. Thì vào khu biệt thự này thông thường là nó có cổng, là có người ở trong này mới vào, chứ người ở ngoài không vào. Mình đi một dòng ở đằng kia là có cả sân golf cho những người dân ở khu biệt thự ra chơi, có bể bơi, có bể tắm. Đây toàn bộ là cái hồ. Đó. Trời, mình ngày đầu tiên ở về nước thì thấy hôm nay là trời nó âm u, không có nắng, và trời mát. Cái thấy thì thích lắm, còn mấy hôm nữa thì không biết có nóng hay không thì không biết. Đi dạo công viên. Sân gôn thế ở đánh ở dưới nước xong bắt đầu là cái tàu. Ừ xong buổi sáng xong cái tàu nó mới đi vớt ra cái bóng gôn vào. Kia là sân tennis. Khu này này có hết. Khu chơi tennis. Đó. Gôn đây là gôn rơi dưới nước. Xong rồi những cái trái banh ấy nó ở dưới nước. Xong buổi sáng nó có cái tàu nó đi nó vớt. Banh trái nó nặng làm sao mà. Ồ thế mà đi vớt đấy nặng. Không cái loại chắc là cái loại bóng kiểu gì để nó nổi đấy sao ấy. Chứ nó có chìm xuống đây thì ai ta chơi. Xong rồi đến sáng là có cái người người ta đi người ta vớt những cái quả bóng đấy. Đó. Đó trong đây thì là đủ các loại bóng bay, bóng chuyền, bóng tennis. Sân ở trong này đây. Mình không đi sao mình biết được, phải đi mới biết được là người ta chơi cái gì. Đây sân này sân tennis. Khu này sạch sẽ. Ở đâu có mấy người vào chơi đó. Dân đi cứ dân đây thì ít cuối tuần vào chơi. Đầu tiên chơi gôn mà cái trái gôn nó ném ở dưới nước rồi các bạn. Ông chồng ông không tin thì đây, để đây mình coi cho ông đánh đây. Đây này anh, đi vào đây này gôn dưới nước này. Cái trái này nó có nổi trên nước không anh? Are you speak Vietnamese? À no. Okay. Nó có nổi đúng không? Bởi vì là ông kia ông không tin đúng không? Cái trái gôn thì nó lặng thì nó bị chìm xuống chưa? Hả? Đây, đây, đấy chưa? Cái trái này nó không phải cái trái mình đánh ngoài sân. Okay. Cái trái này nó nhẹ hơn. Nhẹ. Khi mà mình đánh cái quả này thì thường mình phải trừ thêm khoảng 30 giáp nữa. Đấy chưa? Ra kia anh chị ở kia đánh quả kia nó sẽ xa hơn 30. Quả này nhẹ hơn. Thế đánh đây thì buổi sáng xong có cái calot người ta đi ta vớt vào đúng không? Vớt vào.
Đúng rồi, giải thích cho ông này, ông này còn không tin. Tôi đã chơi con rồi, tôi phải biết nó nặng nhẹ như nào. Ông phải bổ là quá anh cứ đợi chơi dưới nước. Cái hôn này chơi nổi chơi dưới nước. Đó. Vậy tôi nghĩ là đến ngày mai nó sẽ có cái máy người ta đi vợt nó xước ở bên dưới gầm. Mày ơi, thuyền nó đi ra vợt. Nó dùng cái phao này là nó chắn lại. Chỉ nổi trong này thôi, nó không ra ngoài kia. Ok. Thế là bắt đầu là chít là anh đánh ở đây lấy 50m, 100m đấy hả? Thấy không? Bởi vì là cái bóng kia là... Bóng kia thì chìm hẳn. Đi thẳng rồi nhưng mà nó vẫn phải có cái máy để đi nhặt. Vâng. Nhặt bóng. Cái... Mình nghĩ là... Quả bóng thật là... trên sân kia thì mất ngay. Yeah. Đánh lặn đáy hồ. Nhưng quả này nó là chuyên để dành cho tập mà... Tập dưới nước. Sân... Cũng hay nước. Hả? Mà lần đầu tiên mình thấy chơi golf đỏ và tập dưới nước thế ông này không? Nhiều lắm. Thank you, hay nhỉ? Cái môn thể thao này. Đấy. Giờ tin chưa? Còn không tin. Đấy, thấy chưa? Bảo rồi. Đấy. Đấy, chơi gôn, gôn ở dưới nước. Chơi đấy mấy ai. Đấy, gôn chơi cái nước các bạn. Đó. Toàn ra đây chơi, đây là môn thể thao của đấy, người ta đấy tập thể dục, quá hay. Thấy không? Đó. Đó, người ta vụt đấy xem là xa được bao lâu ấy. 50 mét hay là 100 mét hay bao nhiêu mét? Hả? Ờ, đây 2 tầng luôn. Đó. Cô cái cổ cũng vụt xa phết ấy. Đấy. Thấy chưa, mà đây gồm để chơi dưới nước ấy. Đó. Buổi tối mua một rổ 100 chẳng hạn là bao nhiêu tiền? Không, phí 100 bao nhiêu tiền? Phí thì sao có chuyện phí? Em vào đấy là em mua một cái rổ 100. Để em lên đây xem đây. Chơi golf này có phải mua không chị? Đâu có mua đâu, khu này của nhà mình mà đúng không? Ừ đấy, ông này thì ông này cá với tôi lại mất tiền với tôi nữa rồi đấy. Không, đã bỏ cái khu nhà mình của mình rồi mà. Gôn đây hoàn toàn không mất tiền. Mẹ ông chồng nhà mình ấy, không gôn toàn hoàn toàn không mất tiền. Đó, thấy chưa? Ví dụ như anh chỉ đăng ký ra là giờ là anh ra đánh để người ta để chỗ cho anh đỡ, kiểu như là một lúc là nhiều người vào quá thì nó sẽ bị ấy thôi. Nó không có chỗ cho người ta chơi hiểu không? Nói như đúng rồi. Bên mình thì phải đi mua còn gì nữa. Mua một rổ à, đây quả bóng đây. Nhẹ. Cầm. Nhẹ. Ờ. Nói như đúng rồi. Đấy. Quả gì nặng rơi vào đầu vào đầu. Đó. Thế là cứ một mình đăng ký chẳng hạn, mình đăng ký là mình chơi ra đấy là một giờ làm mình ra. Mình mang cái cây gôn của mình ra thôi. Thế không bắt đầu là chơi. Đi bộ nơi nó đau cái chơi thế. Đó. Đây có nhà vệ sinh. Khu này là có cả nhà vệ sinh công cộng, có người clean luôn các bạn. Cái khu này chỉ dành cho cái khu ở biệt thự ở đây thôi. Người sinh sống ở trong biệt thự đây mới tới được đây. Cho em trẹo chân đi bộ không về được lối luôn ấy. Ở khu biệt thự này người ta làm cả sẵn ra những cái lò mà lướng. Lò này lò lướng barbecue đây này. Đấy. Thấy không? Sẵn ra cái lò lướng barbecue này chú Tùng. Lướng đồ ấy. Đấy. Này. Coi như dân ở đây mà có gì thì mang ra ngoài đây này. Lướng này. Lướng barbecue này, những cái lò lướng barbecue này toàn bộ là cho dân, cho người sinh sống ở đây xài nhé các bạn. Đó. Lò lướng barbecue. Bóng chơi dưới nước mà chú Tùng. Ở bên kia đấy là mình đánh chơi này là ví dụ nó cho một cái rổ 50 quả.
50 quả, ví dụ là 20 cái quả. Này là cái khu là anh chơi người dân ở khu này chơi, ví dụ như là mình chỉ có là mình đăng ký giờ thôi, ví dụ như là nó để cho nó có bao nhiêu ô là cho bao nhiêu người thì mình 3 giờ mình ra thì để người ta ấy đó, mình đăng ký giờ. Chắc là cứ chỉ cho đấy, khu này cho nên nó mới có nhiều chỗ như vậy chứ làm sao mà chỉ cho khu trong này thôi. Đi chỉ cho giờ khu người ở trong này thôi, sáng đó. Bên này thì chính chính ở đường ngoài này kia cả với khu này là khu biệt thự luôn. Ừ, đấy là hết rồi đấy. Ê, nên sáng chú cô Nhung có bảo chỉ mong sao chú Tùng khỏi, chú Tùng ra đây chơi buổi tối đi, chơi đây được rất có bạn, bởi vì toàn đàn ông mà. Đây là nhiều bạn ra chơi gôn, gặp nhiều bạn lắm, gặp được mấy ông nhậu hồi xưa đó thì không biết là, không biết là tài bá nhậu, tài bá bạn. Nó có cái thuyền xong rồi nó đi, xong rồi giờ sáng nó đi là nó gom cái quả đấy vào đó. Ông kia ông bảo ông chơi là nghiện luôn, khỏe thích, ngày nào cũng ra chơi. Nó tầng trên tầng dưới thì nó cũng chứa được nhiều người. Hai tầng nhiều, tầng trên tầng dưới chỗ này là cũng phải được mấy chục người. Cây này là cây gì? Nhiều hoa. Hả? Toàn khu biệt thự. Quá. Cái sông này là nó ở đằng sau ban công nhà mình. Thì chắc là nó thông ra đây rồi. Em nghĩ là nó thông ra cái hồ này. Phải nào mà cái thằng kêu nó bổ là cấm câu cá mà nó mất chỗ ấy xuống nhiều cá thế. Ồ, thế là cái... Đấy. Thì nó ở trong biên khu đã đánh ra ngoài rồi đấy. Nó đã có cái cả. Thỉnh thoảng là có cái nó bắn ra ngoài. Nên đấy rồi. Ồ, thế là cái sông ở đằng sau, sau ban công nhà mình là nó thông vào mấy cái này. Đó. Đi về là thấy chú Tùng ơi, lấy thấy cô Nhung đi về đường này mà. Đường ở này mà không biết đi đường nào á. Đây là đường 16. Chắc anh biết là đường. Ờ thì lấy không biết đường mình đi về đường cũ. Lấy là cô Nhung có chở em, cô đi về đường đây như này em không biết được. Sợ những cái nhà to thế nhỉ. Như là nhà quốc hội. Một nhà của tư nhân ấy mà nhìn như là nhà quốc hội, sợ chưa? Đây là một căn nhà ấy, như nhà quốc hội luôn nhờ. Dã mà như nhà quốc hội. À, căn này mới đang xây tỏ ha, có khác như nhà quốc hội. À, to vừa hay to quá rồi loãng, nhà nó không có ấm cúng, loãng loãng.